Buồn gì vậy? Hả? Buồn gì vậy? Nói chung là mình tôi đang nghĩ là hồi đó đến giờ đúng không? Ừ. Tính ra là tôi đi với ông thì chắc cũng 2 năm rồi gì nữa. Ừ. Nhưng mà có một cái là tôi học được ông ở chỗ nhiều cái lắm, mà có một cái này là ông hình như tôi nghĩ ông không biết, ông ra là ông không dám không chỉ á. Cái gì à? Thiệt mà. Cái gì? Tôi nói sợ ông mất mặt thôi. Cái gì? Tôi nói mất công đại gia đình vô bình luận nói ui thằng Lộc nó chỉ biết cái gì nó chỉ thôi, chứ còn ba cái đồ phức tạp nó không biết gì đâu. Mà cái gì đó? Mà ông có làm mất mặt không? Không biết thì nó không biết cái gì đâu mất mặt. Đó, cái gì cũng học hỏi ra chứ đâu ai mà xin ra biết hết. À. Nào biết thì chỉ, không biết thì thôi. Ông biết cái hồi đó là ông chỉ tôi là vấn đề mà gọi là tẩy sắt bị reset đúng không? Đúng rồi. Là ok vậy nữa. Đúng rồi. Rồi dao reset. Đúng rồi. Ok luôn đúng không? Đúng rồi. Còn riêng cái này ông chưa chỉ nè. Cái nào? Inox mà gọi là không phải inox mà gọi là sexy inox á. À, bây giờ inox thiệt thì có cái đâu ra. Bây giờ gọi là mà inox mà cái gì? Sexy inox mà dạng như bây giờ nó kiểu mà nó bị sét á. Biết rồi. À, cái đó mới gọi là hay. Nó sao mà ra được? Thì bởi tôi nói hay đó. Nó xì sao ra được? Thôi cái đó không khó đâu. Khó rồi. Ừ. Đùa, tính ra Lộc biết mẹ đâu trời. Có cái đơn giản vậy mà chỉ nó không được mà. Đó đây. Cái gì? Ê, dính. Cái gì? À, cái bạc nè. Ê. Chưa làm mà đòi đi nướng cá ăn hả? Đó. Ba cái inox à. Đánh sáng inox, đánh sáng mấy cái rỉ sét gọi là inox giả đi, nói cái từ không biết dùng từ sao gọi là inox giả đi. Rồi là sét xi inox á. Đúng rồi. Và nó xì ra đó. Khắc tinh của nó là giấy bạc. Cái gì? Khắc tinh của nó là giấy bạc. Inox. Sắc xi inox, khắc tinh nó là giấy bạc. Anh lấy giấy bạc anh chà một cái là sáng bóng luôn. Tết. Nếu đại gia đình muốn làm mới nhà cửa, làm mới những cái đồ inox mà bị sét, inox giả đó, bị sét, lấy giấy bạc vo lại giống nhím bồ nồi á. Thiệt á hả? Ừ. Hay là giỡn hả? Thiệt á. Trà sáng bưng hết. Ok. Để trà thử đi. Ê, biết gì không? Cái gì? Cái bàn. Cái bàn anh là nhìn cái tưởng inox, ai ngờ đâu inox giả hả? Inox xịn đó, inox xịn hồi đó ông khi ông qua mới mua thì là inox xịn, nhưng mà thời gian lâu ngày thì nó là inox giả rồi. À, ông thấy không? Anh đánh cái bóng này nè, nó là khắc tinh. Thiệt không? Thiệt, quay đánh rồi nó bóc cái này ra luôn, cái dục luôn á. Không có bóc đâu, không có bay cái lớp nào qua hết, y cũ luôn, y như mới luôn. Nên khi đó nó lòi sắc ra nó còn ghê hơn thì sao? Không có lòi đâu, bóng sáng luôn. Thiệt không? Thiệt. Là quay thực tế cho anh coi luôn. Đây trà đúng không? Đánh đúng không? Rồi cho mọi người coi nè, mọi người thấy không? Nó sét hết nè. Thì nó xì sét rồi đó. Đánh đi. Trà nha. Trà đây. Bây giờ bỏ ra trà gì nữa. Cái trà là mặt nào là mặt ít lắm. Mặt nào? Mặt nào được không? Ừ. Trà nha. Một trà đi. Được không? Được. Nặng thế. Trà ít hơn tự nhiên trà bá rồi nặng. Ê. Bay mất rồi nè. Ừ. Em mẹ có hơi nóng. Sáng chừng như mới luôn á mọi người. Mà sao kỳ ta? Đồ. Sáng rực như mới. Ừ. Mà nó láng rồi chứ. Ừ. Tôi nghĩ nó bị ấy chứ. Để kiếm. Sao đâu? Đây cái này. Cái này để tôi chà cái này coi. Anh chà một vùng không chà hết đâu. Đây ha. Ừ. Xuống nè. Ừ. Để chà thực tế mọi người coi. Ở đây lắm. Thì xếp dọn nhà thấy chịu khó gì là sao? Sáng chân luôn hay không? Rồi hết luôn. Thật không thể tưởng tượng được, bóng không láng. Thể tưởng tượng, bóng loáng luôn. Đù, em tính ra là cái gì mà ông cũng biết chứ đâu có như ai nói là ông biết đâu, đúng không? Ừ. Inox. Cái này là khắc tinh của mấy cái inox và mấy cái xi inox. À. Mình đi xét ra ngoài. Cầm trà là nó ra hết. Ủa, để tôi trà cái chỗ này coi, chỗ này còn có một miếng nào đó. Chỗ nào mà nó xét dữ thì dữ lên quốc cho anh coi luôn. Chỗ này là quá dữ luôn rồi nè. Dữ luôn luôn. Rồi anh đi bằng này cho mọi người coi nè. Thử nghe. Ờ. Sáng hay không?
ra đó nè, khúc này nè. Sáng dùng liền luôn. Cái thằng này nặng quá mà nó cũng ra. Như mới hết. Này sáng bóng luôn á, khác nhau bóng, khác nhau một trời một người thấy không? Và nó đây không, này, nó không bị hư đúng không? Không bị hư, nó không bị mất cái lớp mà inox quanh. Đồ. Sáng bóng luôn. Thì ra là thế. Cái gì nó cũng có một cái kỹ đỡ đố kỹ của nó hết đúng không? Đúng rồi. Được. Đụng bây giờ ngồi mệt quá. Giờ chưa ăn mà ngồi trà này chết luôn ta. Chắc mới đi ra ngoài kia làm tô bún rồi về làm. Anh nói gì mắc cười ấy, anh làm như anh làm có xíu anh đi ăn. Hay là làm nhà anh chứ anh làm thuê chắc người ta không dám thuê anh đâu anh gái. Chứ bây giờ trà ấy anh trà có một xíu à. Có đoạn này qua cái, đoạn này qua cái. Anh đòi đi ăn rồi. Tại ai nuôi anh nổi. Tại chui thì chui có ăn. Không có lực. Thôi thôi, anh đi làm cái này chắc chết rồi, không ai dám thuê anh đâu. Chứ bây giờ trà hết cái này biết bao lâu nữa trời. Dịp Tết anh phải trà nhà thôi chứ giờ sao. Ừ thì nhưng mà mình để một ngày tôi trà chuyện lỗm thôi được rồi. Chắc là sao 10 năm sau á. Thì kệ nó ra khi nào xong đó chứ. Thử cái này nữa nha. Sát dữ nè. Nó gọi là sát dữ. Nó bóng loáng luôn. Mà có đặc biệt cái là nó không có bị chày chỗ hoặc là mất cái lớp gì. Không biết lớp. Ờ lớp siêu nó hay ở điểm đó đó. Đù, thiệt sự hay ta. Sáng bóng được hả? Ngon luôn đó. Láng luôn á. À. Láng còn bên này nó nhám nè. Xì ra phải nhám rồi còn láng bon luôn. Ok. À, ok nha. Được. Ê mà vậy sắt inox nó gọi là cái inox thật mà nó bị ố, mình lấy cái này làm được không? Inox thì bao luôn. Cái này còn ra được mà huống chi là inox. Thì đúng. Nhưng rồi. Mà này chỉ áp dụng cho inox thôi. Chỉ có inox liên quan đến inox mà inox à. Là tất cả liên quan đến cái từ inox là chúng ta đánh sáng được hết. À. Còn sắt thì không được. Sắt thì sao được? Sao được chỉ liên quan đến inox thôi. Đụng tính ra. Ê nó ra nè, ra bằng cái này. Tan hết nè. Ê vì không vậy là. Cái gì? Bây giờ tôi suy nghĩ nè, tại vì vợ tôi nó khoáng tôi cái trà này. Được sao? À. Bây giờ hay là mình cứ đi ra ngoài kia mình tự thưởng cho mình một cái lỗ lớn đi. Tôi có phần em không? Có. Bữa lỡ đúng không? Bữa lỡ gọi là mình bữa lỡ cái về mình làm. Tại vì nãy giờ em nói anh là anh mới làm xíu anh bữa lỡ là em nói nó giỡn á. À nó giỡn chứ đúng không? Chứ sợ là mình làm mệt mình phải ăn. Đúng. Có sức mới làm chứ, mình làm thuê cũng vậy, chủ không ai bắt bẻ anh đâu, thì mình đói là mình có quyền vô kêu anh ơi em đói, anh cho em một gói mì em ăn là người ta cho ăn thôi. À, bây giờ mình tôi chơi sang luôn, kiểu là không ăn mì gói, đi ra kia ăn cái lẩu luôn, làm mấy chai bia rồi về làm. Rồi, mà anh em đang ăn bữa lỡ đi nha. À đi lỡ nhưng mà ê, con cá lát nó về phụ làm hết chưa? Thì đúng là phải ăn bữa lỡ chứ. Ôi. Em hướng dẫn rồi, anh làm đi, em chỉ ăn ké bữa lỡ thôi. Ăn ké. Ké thôi hả? Ăn ké bữa lỡ. Ê, ké rồi có mình có chủ nhà thấy. Chủ nhà lo rồi. Vợ tôi lo rồi. Đúng rồi. Vợ tôi lo đâu phải tôi lo cái sợ đúng không? Em chia sẻ mọi người đây là cách đơn giản nha.